chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay xin giới thiệu cho anh chị và các bạn cái dòng xe Jack ha. Sẵn đây là tụi em, chi nhánh tụi em có bàn giao xe cho khách hàng ở Đồng Nai, thì tụi em sẽ review cái xe này luôn, Jack A5. Cái loại thùng này là cái thùng container nha, tại vì bên chỗ khách hàng là người ta chuyên chở hàng nhẹ, hàng số khối thôi. Những cái hàng này thì đặc biệt cái thùng container nó sẽ rất là hữu hiệu ha. Xe này thì nó có tải trọng là 7 tấn ha, thùng container như thế này. Đấy quý vị, thùng cái container này rất là chắc chắn và có một cái độ bền cao, bảo quản hàng hóa mình nó cũng được tốt nữa. Container này là sẽ là đóng mở, nó sẽ có hai cái loại nha. Một cái loại là thứ nhất là mở một cửa giống như vậy, một cửa với hai cánh giống như vậy nha. Và một cái loại thứ hai đó chính là cái loại mà nó mở ba cửa luôn, sáu cánh. Nó rất là thuận lợi. Cái thùng này thì những cái doanh nghiệp mà người ta chở pallet á, hay chở giấy cuộn rồi các thứ bao bì, người ta sẽ rất là ưa sử dụng cái thùng này. Rồi xe tải Jack A5, đầu tiên chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là về cái mặt thiết kế của xe. Xe có biển số rồi nha. Xe này xe mới, xe có biển số, hôm nay bàn giao. Thì mặt ga lăng của xe nó phân tầng rất là đẹp. Đó, mặt ga lăng phân tầng rất là đẹp, logo Jack màu vàng. Đó. Rồi mặt ga lăng thì nó có cái mạ chrome rất là đẹp, khiến cho xe nó tăng thêm cái điểm nhấn. Giữa cái gam màu tương phản với nhau. Phần phía dưới là chúng ta có cái phần cản. Phần cản dưới này là phần cản hoàn toàn bằng kim loại nha, rất là chắc chắn, bền. Và ở đây thì quý vị có thể nhìn rõ hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này á, là phần đèn xe sẽ có cái phần đèn LED nè, dải đèn LED nè, đó, đèn xi nhan, đèn pha cốt trong đây. Và điều đặc biệt á là cái đèn này là đèn bi cầu lồi nha. Đó, đèn bi là quý vị thấy không, đèn xenon. Còn phần dưới là đèn cản, đèn sương mù, thì cái này là cũng bình thường thôi đó. Rồi quý vị thấy. Và đặc biệt cái xe Jack A5 này nó có cái trang bị thiết kế đi theo kèm chung với nó là cái phần mà mua rút gió ở trên nha. Nó giúp cho xe của chúng ta nó nhìn cứng cáp hơn, nhìn đẹp hơn, khỏe khoắn hơn. Và nó có cái tính tiện dụng là nó tiết kiệm được cái phần dầu khi mà chúng ta cạn được lực gió, giảm được cái lực cạn của gió. Phần ở trên thì chúng ta sẽ có hai cái phần kèn hơi nha, kèn hơi gắn sẵn đó. Và phần này quý vị có thể thấy là cái phần mui nó cũng trang bị được đèn mui ha. Hệ thống mà kính của xe thì hiện tại bây giờ hệ thống kính của xe là những cái kính như vậy nha. Kính của xe thì đặt nè. Đó, kính là gương hộp đó thì tầm nhìn quan sát rất là tốt ha. Xe thì nó sử dụng bánh là 10R20. Xe sử dụng bánh 10R20 với lại cái 10 tắc kê ha. Đây là phần thân xe. Phần thân xe thì giới thiệu cho quý vị luôn, xe này chạy động cơ Euro 5. Thành thử ra là nó phải dùng cái dung dịch xử lý khí thải. Thì một cái bình như vậy là 25 lít nha, 22 lít chứ. Thì cái bình này quý vị có thể yên tâm chạy khoảng từ 2.000 đến 2.500 cây. Cái phần này là bình dầu, bình dầu 200 lít bằng nhôm. Thì bình dầu 200 lít này nó là bình dầu cao cấp, cho nên là thứ nhất là nhẹ, với lại thứ hai nữa là nó chống cháy nổ các thứ. Rồi phần dưới này chúng ta có là cái phần cạn bằng đó. Cạn thì sẽ, nếu mà xe thùng bạc thì cạn inox, còn xe thùng kín này người ta sẽ làm cái cạn sắt như vậy, cũng rất là cứng cáp ha. Có cái dải mà, có cái dải mà gì đây, phản quang, đi di chuyển rất là an toàn. Còn phần khung gầm này, phần khung gầm này như quý vị và anh chị thấy là ở đây cái phần khung gầm của chúng ta là chassis là nó liền nguyên khối ha, từ trước ra sau. Thêm một cái nữa là chassis này các bạn nó dày và rất là to. Thì như vậy thì chúng ta rất là yên tâm về cái độ bền của chassis. Với lại xe được nhập khẩu nguyên chiếc thì có một cái điều là xe nhập khẩu nguyên chiếc thì chắc chắn là cái gì nó cũng bền hơn ha. Chi tiết lắp ráp các thứ nó cũng hoàn thiện hơn. Phần trên này thì chúng ta sẽ có những cái phần đè ngang được xếp như vậy đây. Đó, nếu mà ai kỹ tính hơn nữa thì mình có thể mình đếm đè ngang. Đó, nhưng mà em thấy là cái đè ngang như vậy là nó cũng hợp lý. Nó khiến cho xe của chúng ta chắc chắn ha. Đĩa rồi bát siết rất là cẩn thận. Đó.
Và phần phía nhà dưới này mình sẽ đi xem cái phần bánh sau đây. Bánh sau là bánh 10R20, bánh đôi ha. Bánh đôi. Đằng sau này có trang bị một thùng để đựng đồ. Cái này là khung gầm xe. Khung gầm xe ở đây thì anh chị có thể thấy là khung gầm xe. Qua đây này. Đó, khung gầm xe là có nhíp lá hai lớp nè, nhíp lá hai lớp đó, hai tầng như vậy đó, là với lại thêm cái là phần cầu, phần cầu xe là cầu lắp nhanh ha, phanh thì có phanh hơi với lại có ABS, đó, giúp cho quý vị di chuyển nó an toàn hơn. Ở trên cái xe này nó cũng có phần cúp bồ khí xả ở trên cái cabin, thì như vậy là chúng ta đi di chuyển nó rất là an toàn. Đấy. Đây là cái bãi xe của bên em. Nếu quý vị mà muốn thì có thể qua đây để mình thử xe. Và phần này là phần sau xe nè. Cái thùng container thì quý vị thấy mở rất là chắc chắn. Cái phần này người ta đóng rất là chắc chắn. Đây. Chủ người ta lên rồi. Để quý vị xem. Cái dàn này rất là đẹp. Ở cửa thì cửa mở hai cánh như vậy. Xe này nó cũng có trang bị cái bình ắc quy 24V nha. Đó, có cái tắp mát, phần tắp mát và bật mát ở đây. Đấy. Khách người ta lên lấy xe. Đấy. Đó, nhân viên, cái bé nhân viên đó là bé bán xe này đó. À, người nhỏ nhưng mà bán xe to. Người nhỏ bán xe to. Đấy. Khách lên đang để ba xe này thì bên em á, nói chung là bán rất là nhiều rồi và thấy là cái chất lượng xe nó rất là ổn định ha. Đấy, người ta bây giờ người ta test xe. Test xe máy móc. Đây là cái tiếng máy cho người ta mở lên này. Nhà nhỏ mà xe to này, người nhỏ bán xe to. Ui ui. À, bây giờ em nó sẽ bàn giao xe cho khách hàng để khách hàng người ta chạy về nha. Như vậy quý vị nào mà đang cân nhắc mua cái dòng xe này á, thì dòng xe này em nói luôn với quý vị là xe nó có tải trọng là từ 7 đến 9 tấn nha. Nếu mà dòng 9 tấn á thì thùng nó dài 8m3. Còn tại mà 7 tấn 8 tấn như vậy thùng nó sẽ dài là từ 9m6 đến 9m8 à. Thùng bẹt nó sẽ ngắn hơn thùng container. Thùng container như cái này á thì cái kích thước thùng nó sẽ là 9m7 chiều 9m7 chiều dài, 2m4 chiều ngang và 2m4 chiều cao ha. Đó, rất là thuận tiện. Đấy, xe sử dụng động cơ du trai 4.7 lít. Động cơ rất êm nha. Xe sử dụng động cơ du trai 4.7 lít. Có cái turbo tăng áp, động cơ du trai của Thụy Điển. À, xe này có cái mô men xoắn và cái công suất tiết kiệm dầu khi mà chở hàng rất là tốt. Đấy.